The Guardian hôm 8 tháng 8 trích dẫn một nguồn thạo tin cho biết 49 chiếc xe tăng Leopard 1 đã qua sử dụng, từng thuộc sở hữu của Bỉ, được một nước lớn tại châu Âu mua lại nhằm chuyển tới Ukraine. Mới đây, Freddy Vercelli, CEO của công ty quốc phòng tư nhân OIP Land System, Bỉ, chia sẻ với The Guardian rằng công ty của ông đã đạt được hợp đồng chuyển giao 49 chiếc xe tăng Leopard 1 cho một nước lớn thuộc Liên minh châu Âu, EU để gửi tới Ukraine. Vì điều khoản bảo mật, CEO của OIP Land System từ chối tiết lộ giá cả và tên quốc gia đã mua những chiếc Leopard 1 cũ. Tuy vậy, ông Vercelli cho biết đây là những xe tăng ngừng hoạt động vào năm 2014 như một phần của chương trình cắt giảm chi tiêu quốc phòng tại Bỉ. Ở thời điểm đó, ông thu mua mỗi chiếc Leopard 1 này với giá khoảng 37.000 euro. Nguồn tin thân cận của The Guardian thì tiết lộ thỏa thuận mua bán này được đứng ra bởi một nhân vật quốc phòng máu mặt của Đức. Theo tờ Handelsblatt, Đức, nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall chính là nhân vật nêu trên. Hiện, cả công ty này và Bộ Quốc phòng Đức đều không đưa ra bình luận. Được biết, Leopard 1 ra đời từ những năm 1960, nhẹ hơn và yếu hơn so với xe tăng Leopard 2. Mẫu tăng mà công ty của ông Vercelli sẽ chuyển giao có khả năng được nâng cấp lần cuối vào những năm 1990. Trước khi được chuyển tới Ukraine, những chiếc xe tăng nói trên sẽ được đại tu, trong đó có khoảng 10 chiếc chỉ còn lấy được phụ tùng. Hồi đầu năm, Bộ Quốc phòng Bỉ và công ty của ông Vercelli đã tranh cãi gay gắt khi bộ này đề nghị mua lại số xe tăng trên, nhưng chỉ trích công ty OIP Land System tăng giá khủng để kiếm lời. Theo giới chuyên gia, tranh cãi phản ánh tình trạng khó khăn mà các chính phủ phương Tây phải đối mặt khi cố gắng tìm vũ khí cho Ukraine. Những vũ khí mà họ thanh lý vì lỗi thời, sau đó thường được các công ty tư nhân mua lại đột nhiên trở nên đắt hàng. Khi được hỏi, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Bỉ từ chối bình luận về vụ việc nêu trên. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.